Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Duy Audio. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong các bạn ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Thế giới tu chân tập 40. Và mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Luyện chế nha mạn kiếm phải thong thả chút, do nó thuộc về hành mộc hành. Tối kỵ dùng hỏa luyện pháp, tạ mạc cần phải suy xét kỹ. Nếu hủy đi đoạn nha mạn cấp 4 này, hối cũng không có thuốc chữa. Vòng đồng bay về ngọn lửa trên hồ dung nham, tạ mạc muốn nó tô luyện thêm một phen, cũng dứt khoát không quản. Không ngờ chuyện này lại dẫn đến đại trận phát sinh biến hóa mới, mà những biến hóa này bắt nguồn từ vòng đồng cùng địa hỏa. Vòng đồng là trung tâm của trận Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận. Trong lửa nóng tôi luyện, hỏa lực ùn ùn không ngừng tuôn vào vòng đồng, lại từ vòng đồng ngấm vào các ngóc ngách trong trận, từng điểm cải biến đại trận. Đại trận trước khí tức thanh lạnh, giờ theo hỏa lực nóng bỏng bá đạo ngấm vào, dần dần biến nhạt, thay vào đó là hỏa khí nóng bỏng. Biến hóa mới của đại trận ra ngoài tả mạc dự đoán, hắn đột nhiên có chút mong đợi. Nếu hỏa lực hoàn toàn quán thông toàn trận, Thiên Hoàn Nguyệt Minh trận sẽ biến thành cái dạng gì? Nam Minh Tử tuy gia sản không dày, nhưng vẫn là tu giả ngưng mạch kỳ, đổ thừa lại một đống lớn như pháp bảo với đồ lặt vặt. Tả mạc một hơi đều ném cho tháp nhỏ. Chúng bị phân thành tinh khí ngũ hành thuần túy, bị tháp nhỏ hấp thu gần hết. Tháp nhỏ hấp thu xong tinh khí ngũ hành, thân tháp thêm phần cảm giác trơn bóng, tại không trung rực lên một cái, vui thích vô cùng. Nạp hư giới chỉ của Nam Minh Tử chỉ còn xác không, đồ bên trong đều bị tả mạc càn quét hết sạch. Tả mạc đeo nó trên tay. Nạp hư giới của Nam Minh Tử không gian rất nhỏ, không bằng 1/4 của tả mạc, nhưng y nguyên giá trị không mọn. Nạp hư giới thứ đồ tốt này tự nhiên không ai ngại có nhiều. Tả mạc đột nhiên thần sắc vừa động, sâu kim đen xuất hiện chân tay của hắn. Tiểu hắc trong lòng bàn tay giờ biến lớn, giáp trên lưng thêm một đường vòng vân màu đỏ. Xúc giác trên đầu tiểu hắc trên đầu hơi hơi động. Tả mạc trong lòng đại hỉ, chẳng lẽ là con ăn hàng sắp tỉnh rồi sao? Quả nhiên không bao lâu, tiểu hắc bắt đầu chậm rãi di động trong tay của hắn, xiên xiên vẹo vẹo, thật giống như con sâu rượu vừa tỉnh. Đến cả đường đi cũng bất ổn. Qua một hồi, nó mới bắt đầu khôi phục tỉnh táo. Một tia liên hệ như có như không trong tâm thần của tả mạc lần nữa xuất hiện. Trừ hình dạng, tiểu hắc tựa hồ nhìn không ra cái gì biến hóa. Nhưng là trong não hải truyền đến hớn hở của tiểu hắc, khiến tâm tình của tả mạc cũng không khỏi đại tốt. Người, đồ ăn hàng, rồi có một ngày chết vì ăn. Hắn không nhịn rì rầm. Nghĩ lại trên tay của hắn thứ ăn hàng này cũng không chỉ một. Chim ngốc thích ăn linh đan, miệng còn soi mói. Tiểu hắc lại thích ăn đồ nồng nặc linh khí. Khẩu vị của tháp nhỏ cũng đang tăng lên ổn định, yêu cầu đối với phẩm cấp càng lúc càng cao. Hai sợi xúc giác trên trán của tiểu hắc loạn rung, tựa hồ đang kháng nghị với lời của tả mạc. Biến hóa khác tạm thời không nhìn ra, nhưng tiểu hắc tựa hồ càng lúc càng có linh tính. Ha ha, ngươi cũng ăn uống no đủ rồi, đến lúc nên làm việc đi. Tả mạc đặt tiểu hắc trên mặt đất. Tiểu hắc lắc lắc xúc giác, rồi hóa thành một vệt sáng đỏ sậm, hướng ngoại giới bay đi. Tả mạc vội theo sát. Suốt mấy ngày bận, nhưng lần này vận khí của tả mạc tựa hồ dùng hết. Số lượng linh mạch trên đảo hoang mộc tịnh không nhiều, mà lại đều là chút tiểu linh mạch, chỉ có thể khai khẩn chúng thành linh điền, phẩm cấp không quá cấp 3. Hắn cuối cùng rõ ràng vì đâu tâm hồ kiếm môn thủy chung không khai phát đảo hoang mộc. Bọn họ chắc chắn đã thám tra quá toàn đảo, xác định nó không có giá trị khai thác. Quả nhiên là một cái hoang đảo nghèo trắng. Tạ mạc thì thất vọng, nhưng đám đệ tử linh thực vô không kiếm môn lại phân chấn vô cùng. Lúc nào bọn họ dám viển vông mơ tự mình có linh điền cấp 3. Khích lệ khổng lồ trước mặt, bọn họ ra sức đủ 10. Không riêng gì đệ tử linh thực, đến cả các đệ tử khác cùng đồng tâm hiệp lực. Linh điền khai khẩn sớm một ngày,
đối với bọn họ cũng rất trọng yếu. Chăn nuôi linh thú cần linh thảo, đệ tử luyện đan cần linh dược, linh cốc cũng là một trong những nhu cầu trọng yếu của mọi người. Linh mạch không nhiều, dẫn đến linh điền cũng không nhiều, nhưng đệ tử tới đây vốn cũng không nhiều, đạo cũng không phải lo chuyện linh điền không đủ. Đương nhiên, chuyện này cùng Tả Mạc nhường ra một phần của mình thì có quan hệ trực tiếp. Sư huynh làm gương, những người khác tự nhiên một mảnh hòa khí. Linh điền khai khẩn xong, tổng cộng có hơn 600 mẫu, 3 linh thực đệ tử. Vừa đủ mỗi người 200 mẫu. Mỗi người 200 mẫu linh điền, số lượng cũng không tính nhiều. Nhưng nếu đều là 200 mẫu linh điền cấp 3, có thể dễ dàng thỏa mãn đại đa số đệ tử trúc cơ kỳ linh thực. Mà 3 linh thực đệ tử này, Tịnh chưa lấy được ngọc bài mầm xuân, không tính là linh thực phù chân chính. Mà đám đệ tử khác cũng dồn dập bắt đầu các công tác. Đệ tử sở trường chăn nuôi bắt đầu kiến lập nhà nuôi dưỡng cho mình. Trên đảo hoang thuần một cảnh bận rộn. Tả Mạc trong Uông Dương không bờ không bến, hơi xuất thần. Đây là nơi nào? Một thanh âm quen thuộc đột ngột xuất hiện ở bên Tả Mạc. Tả Mạc thân thể dừng lại. Hắn quay mặt qua, bộ yêu lười nhác vươn mình vặn vẹo, ngáp. Đặt mình lần này ngủ thật lâu nha. Đặt mình. Vốn kinh hỉ bất ngờ, nhưng trong lòng Tả Mạc không khỏi dâng lên cảm giác dở khóc dở cười. Hắn giờ mới nhớ, cái thằng trước mặt này là thiên yêu, là lão khọm có thể sống mấy ngàn năm không chết. Nửa năm thời gian đối với nó mà nói, bất quá chỉ là một giấc ngủ trưa mà thôi. Người sao lại tới chỗ quỷ này? Bố yêu nhìn ngó bốn phía, có chút hiếu kỳ hỏi. Không có biện pháp, chỗ này thanh tịnh. Tả Mạc vô tư nói, hắn có thể cảm nhận được thần thức của bố yêu. Trong búng tay, đã quét trọn cả đảo hoang mộc. Hà hà, chỗ tốt nha chỗ tốt. Bố yêu cười khanh khạch. Cái chỗ rách nát này có cái gì hay? Tả Mạc như nhìn thằng ngốc trong bộ yêu. Ngươi ngủ phát rốt sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Bộ yêu xem thường liếc mắt Tả Mạc một cái, vươn tay. Tinh thạch. Tả Mạc cố kìm xung động, xông tới liều mạng cùng bộ yêu, lấy ra 10 viên tinh thạch cấp 3, ném cho cái thằng nhân yêu chết bẩm. Ít vậy. Bộ yêu bất mãn nhíu mày, vươn tay ra giữa không trung, chộp hờ một cái. Lách cách. Tiếng tinh thạch quen thuộc vô cùng, trên tay hắn đầy một mớ to tinh thạch. Thấy bộ yêu như làm ảo thuật, Tả Mạc trợn tròn mắt há hốc mồm. Qua một hồi hắn bỗng phản ứng lại, liền vội vàng kiểm tra giới chỉ của mình. Ngươi, thằng tử nhân yêu, ông đây liều ra cùng ngươi. Đảo hoang mộc vang lên tiếng gầm thê lương vô cùng của Tả Mạc. Hiện nay Tả Mạc cũng tính ổn định ở đảo hoang mộc. Trong thời gian khá dài, hắn cũng phải đảm bảo sinh hoạt cho cái hoang đảo này. Lúc tới hắn phơ phét một bộ phận tài liệu, nhưng là nó cũng có nghĩa trong thời gian rất dài hắn không được môn phái chu cấp. Làm ăn thế nào, làm thế nào để mình mạnh lên trở thành vấn đề hắn không thể không tốn tâm tư. Hắn đem vấn đề này thỉnh giáo bộ yêu. Bộ yêu mặt bất mãn để ý, quan hệ cái rắm ta. Cùng thằng này giao dịch đã lâu, Tả Mạc cũng biết yêu nhân kia có đức tính gì, cũng không giận, cười lạnh nói. Ông đây có nhiều tinh thạch, người rất rõ ràng, đợi xài hết, mọi người đều chờ chết đi. Ông đây chết đói, người cùng chết, kiểu gì cũng là chết. Bố yêu vẻ mặt ngây ngốc, qua một hồi, có chút không tình nguyện nói. Không kiến thức, không biện pháp, ở núi ăn núi, kề biển ăn biển, lời này đã nghe qua chưa? Tả Mạc vừa nghe, tinh thần lập tức khẽ rung. Có cách nào làm ăn? Bố yêu không nói chuyện, đột nhiên sa vào trầm tư. Tả Mạc hơi kỳ quái, nhưng cũng không quấy nhiễu. Qua một hồi hắn mở miệng. Ta truyền cho ngươi một loại pháp môn, nhưng ngươi phải xây giúp ta một đầm u minh. Đầm u minh dùng làm gì? Tả Mạc thăm dò hỏi. Cái thằng trước mặt trông như người vô hại này là yêu hàng thật giá thật. Tuy cho đến hiện tại Tả Mạc còn chưa thấy nó làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ta tự dùng. Bố yêu giản tiện nói. Tạo ra phức tạp không? Phải có nguyên liệu gì? Tả Mạc buông tay. Trên đảo rách này cái gì cũng không có. Gia sản của ta ngươi cũng rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn. Đáp ứng xong mà lại không làm được, trên lưng mình lại nặng thêm nợ bất thường. Nợ bố yêu không dễ trả. Đối với điểm này tự thân hắn sâu sắc. Không phức tạp. Đầm nước đen trên đảo kia vừa đủ dùng.
Bộ yêu khẽ cười hắc hắc. Tà mạc lúc này mới hoảng nhiên đại ngộ. Khó trách thằng này lúc trước nó cái gì chỗ tốt, nguyên lại sớm đã có chú ý tới đầm nước đen này. Hắn giàu dốt, lúc này cũng biết đạo lý đầu cơ trục lợi, có thể được bộ yêu cái thằng mắt cao hơn đầu để ý. Đầm nước đen kia hẳn là không đơn giản như vậy. Hồ nước đen lớn như vậy, cứ thế mà cho ngươi. Tạ Mạc muốn nói lại thôi. Biết đầu bộ yêu căn bản không mắc mưu, mắt liếc nghiêng tinh nhìn Tạ Mạc. Làm người không nên quá tham lam. Tạ Mạc lập tức ngượng ngùng không thôi. Chẳng qua da mặt hắn giờ dày như tường thành, tự nhiên không phải một câu nói chơi chơi có thể đánh bại. Hắn như bịt tai không nghe. Ngươi phải nói cho ta, thứ ngươi truyền thụ cho ta là cái gì? Cùng đừng lại giống như thức hương hàng đồng nát. Đồng nát sao? Ngươi không biết hàng mà thôi. Bộ yêu khó chịu, tiện tay ném cho Tạ Mạc một cầu sáng phù tự lưu truyền. Tạ Mạc nhanh chóng tóm lấy cầu sáng. Đầm luyện yêu. Tạ Mạc rất nhanh nhíu lông mày, ngự khí mang theo mấy phần kinh sợ cùng bất mãn nói. Ngươi sợ ta chết không đủ nhanh sao? Pháp môn bộ yêu đưa ra, truyền đạt một loại phương pháp bồi dưỡng yêu ma. Trong thế giới yêu ma, yêu ma cũng phân cao thấp yêu khuyết. Một vài yêu ma cao cấp có thể dùng bí pháp luyện chế các loại yêu ma cường lực kỳ kỳ quái quái, cấp chính mình sai sự. Vừa nhìn khiến Tạ Mạc toàn thân ứa mồ hôi lạnh. Ám đạo yêu ma này quả nhiên không nhân tính, cả đồng loại chính mình cũng không buông tha. Pháp luyện yêu bên trong chưa từng nghe đến, nhưng mỗi một loại không cái nào không tàn khốc, âm độc chí cực. Hắn đơn giản vô pháp tưởng tượng yêu ma dùng phương pháp này bồi dục ra là cỡ nào cường đại hung tàn. Nhưng hắn không có ham muốn học chút nào. Pháp luyện yêu này thực tại quá độc. Huống hồ nếu mình mang theo một con yêu ma rêu rao rộng rãi, lập tức sẽ có người tới chạm yêu trừ ma. Trong thời kỳ mẫn cảm hiện nay, mức sợ hãi của tu giả đối với yêu ma đạt tới độ mấy trăm năm qua chưa từng có. Ngươi cũng thật là câu nệ khó tiêu. Bộ yêu tràn đầy chế nhạo nói. Ngươi hiện cho dù là muốn định luyện yêu cũng không có yêu cho ngươi mà luyện. Tạ Mạc hơi sừng sờ. Có đạo lý. Trong đây duy nhất một con yêu là bồ, luyện hắn sao? Cách nghĩ này hoang đường. Khi Tạ Mạc rõ ràng tức thì đại nộ. Vậy ngươi đưa ra gợi ý dòm này làm cái gì? Lại tính gạt ta sao? Bộ yêu giống như là đang nhìn kẻ ngu nhòm Tạ Mạc. Ngươi không luyện được yêu, không biết luyện thú sao? Thuần Vu Thành, sư huynh tìm ngươi, có người gọi. Tới. Thuần Vu Thành miệng ứng thanh, tay cẩn thận đặt ấu trùng vào trong phù trận nuôi dưỡng, rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán. Gã năm nay 24 tuổi, tướng mạo đường đường, mày kiếm mắt sáng, thái độ làm người kiên định. Tuy nhập môn không bao lâu, nhưng đã có rất nhiều nữ đệ tử kỳ vọng với gã, nhưng đều bị gã nhất nhất cự tuyệt. So với chuyện nam hoan nữ ái, hứng thú của gã với chăn nuôi lớn hơn nhiều. Tu vi Thuần Vu Thành chỉ có thể coi là phổ thông, vừa mới đột phá trúc cơ, nhưng mà không ai coi thường gã. 24 tuổi lấy được bạch ngọc bài của Hoạn Ngự Giả, tuy không thể so cùng Tạ Mạc sư huynh, nhưng tuyệt đối xưng được tuổi còn trẻ đầy triển vọng. Ngọc bài Hoạn Ngự Giả lấy bạch giả, ô mãng thanh giao, xích long mà phân. Trong ngành, mọi người cùng thường thường vắn tắt chỉ nói màu sắc. Bạch xà ngọc bài được đơn giản gọi là bạch ngọc bài. Trong đoàn Tạ Mạc có 3 người lấy được ngọc bài. Ngoài trừ Tạ Mạc cùng gã ra, còn có Công Tôn Sa. Ngọc bài y lấy được chính là đồ thủ, kẻ giết mổ. Ai cũng không nghĩ ra Công Tôn Sa bạch bạch tình tịnh, nhà nhận thư sinh, không ngờ chức nghiệp là đồ thủ chính thức. Nghe nói y có thể đem bất luận con linh thú gì trong thời gian một nén hương tách thành trên 100 khối. Linh khí trong mỗi khối đều bảo tồn hoàn hảo, linh khí tổn thất không vượt quá 20%. Thuần Vu Thành tuy rằng si mê với chăn nuôi, nhưng cũng không ngốc. Bầu không khí trong môn phái càng lúc càng tệ, gã đã thấy. Bởi vậy khi được điểm danh đi đào hoang mộc, gã không có bất luận do dự gì, lập tức đồng ý. Gã lúc trước lo lắng nhất là vấn đề an toàn. Bây giờ đại trận của Tạ Mạc sư huynh hoàn thành, tim treo cổ họng nhất thời rơi về chỗ cũ. Điều kiện ở đảo hoang mộc kém núi vô không rất nhiều, nhưng gã không chút nào để ý. Không bị thế tục hỗn loạn,
chính mình rốt cục cũng có thể an tâm mà mài rủa chăn nuôi của gã. Theo Tả Mạc sư huynh gọi, gã vội vã buông chuyện đang làm. Sư huynh giờ là người nắm quyền thực tế trên đảo Hoang Mộc, Thuần Vu Thành không thích chuyện thế tục, nhưng không phải không hiểu. Tuy gã chưa cùng Tả sư huynh giao dịch cái gì, trong lòng cũng có chút cẩn thận rực rực, nhưng cho tới bây giờ gã đối với hiện trạng khá là thỏa mãn. Sư huynh tuyên bố một loạt hoạt động, hành vi đối với linh điền một màu không lấy, mọi người ủng hộ, cũng khiến cho Thuần Vu Thành đối với cuộc sống sau này tràn ngập hy vọng. Sư huynh, huynh tìm đệ. Thuần Vu Thành hơi chút câu nệ. Từ sau khi Tả Mạc giết chết Đam Minh Tử, mầm mống kính nể đã gieo mọc trong lòng của mọi người. Nhưng rất nhanh, chú ý của gã đặt ở cái đầm sư huynh đang kiến tạo. Đây là một cái đầm hình kiểu cung hơi chút kỳ lạ. Bờ đầm cùng đáy đầm có khắc rất nhiều phù trận, gã xem cũng không hiểu. Nhưng có một hai phù trận gã đại khái có thể nhận ra. Đó là phù trận tầm bổ thường dùng trong chăn nuôi, có thể giúp linh thú sinh trưởng nhanh hơn. Sư huynh lúc nào bắt đầu cảm thấy hứng thú với chăn nuôi? Gã hơi chút buồn bực. Sư huynh rất truyền kỳ. Trong lời đồn, cái gì luyện khí, luyện đan, linh thực, đủ loại gì đó, nhưng tạo nghệ đều không thấp. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua sư huynh nuôi dưỡng. Chờ ta một lát. Tạo mà không dừng lại, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng chìm vào bờ đầm. Thuần Vu Thành nhìn một điểm manh khóe, một đạo ánh sáng sư huynh đánh ra, bờ đầm lại trong suốt vài phần, mà vết tích phù trận trên bờ đầm trái lại nhạt đi rất nhiều. Khi đạo ánh sáng sau cùng chìm vào bờ đầm trở nên trong suốt, tự như là dùng thủy tinh mài mà thành. Vết tích phù trận trên bờ đầm hoàn toàn tiêu thất. Tạ Mạc thở hổn hển, thở dốc, ngẩng đầu há mồm hỏi: trên người đệ có linh thú gì? Thuần Vu Thành sửng sốt, vội vàng trả lời: phi hành cự ly quá dài, linh thú to lớn không tiện mang theo. Mang theo đều là một ít linh thú hình thể tương đối nhỏ, như linh điệp các loại. À, linh điệp, được, bán ta mấy con. Tạ Mạc nói. Thuần Vu Thành vội vàng nói: mấy con linh điệp không đáng giá gì, sư huynh xin đừng dọa khiếp tiểu đệ. Chỉ là không biết sư huynh muốn loại linh điệp nào, số lượng bao nhiêu. Loại linh điệp nào sao? Tạ Mạc sửng sốt, hỏi ngược: linh điệp có rất nhiều loại sao? Thuần Vu Thành trong lòng dở khóc dở cười, trên mặt cũng không dám mảy may biểu lộ. Riêng tiểu đệ biết, linh điệp đã không dưới 2 vạn loại. Trứng linh điệp trên người có hơn 100 loại, nhưng đều là những giống rất phổ biến. Gà phòng trừng sư huynh tâm huyết dâng trào, đột nhiên muốn chăm sóc một ít linh thú. Nhưng theo như lời gã, những trứng linh điệp này vốn chẳng có mấy giá trị. Dù cho toàn bộ giao cho sư huynh, gã cũng sẽ không tiếc rẻ quá mức. Tạ Mạc lộ vẻ cảm thấy hứng thú. À, nguyên lai bên trong có nhiều học vấn như vậy. Làm phiền Thuần sư đệ giới thiệu một hai. Sư huynh khách khí. Thuần Vu Thành bắt đầu giới thiệu cho Tạ Mạc các loại trứng linh điệp. Một phen giới thiệu đủ tốn 2 canh giờ còn chưa nói xong. Thuần Vu Thành cố nhiên nói tới miệng khô lưỡi khát. Tạ Mạc nghe đến váng đầu hoa mắt. Tạ Mạc giờ mới hiểu, dù cho có đầm luyện thú, muốn làm ra chút đồ không phải chuyện đơn giản. Khi nghe Thuần Vu Thành nói đến linh thú, đạo lý rõ ràng, trật tự rõ ràng, hạ bút thành văn, làm hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên là thuật nghiệp cấp chuyên môn. Bỗng nhiên trong lòng của hắn nảy sinh một ý nghĩ: sao không dụ dỗ Thuần Vu Thành, để Thuần Vu Thành kể trong nghề làm việc, chẳng phải thành quả hơn xa so với chính mình loại ngoại đạo này sao? Nghĩ kỳ hơn, Tạ Mạc càng cảm thấy như vậy là rất tốt. Chủ ý chính của hắn là kiếm tinh thạch, tránh miệng ăn núi lở, kiếm chút thu thập thêm. Đối với chăn nuôi hắn không có hứng thú gì, thứ hắn cần nghiên cứu đã quá nhiều. Nếu như lại thêm một môn chăn nuôi, hắn khẳng định ăn không tiêu. Thuần Vu Thành thao thao bất tuyệt, vẻ cuồng nhiệt trong mắt Tả Mạc rất quen thuộc, nói rõ đối phương đối với chăn nuôi cực độ nhiệt tình say sưa. Khi thấy ánh mắt chấp nhất như vậy, Tả Mạc lập tức quyết định dụ dỗ Thuần Vu Thành. Thuần Vu Thành giải thích đến nửa đường vô ý thức thấy ánh mắt Tả Mạc xanh lè như sói đói, nhất thời trong lòng hơi run, đầu lưỡi suýt nửa thắt. Nhưng khi gã nhìn lại, ánh mắt sư huynh lãnh đạm không lớp, giống như là cao thủ thiền tông phong độ tự thành. Nguyên lại là ảo giác. Thuần Vu Thành thở dài một hơi, chỉnh lại suy nghĩ tiếp tục giảng tiếp.
Tạ Mạc giả dạng đang nghe, âm thầm móc ra trong giới chỉ một ngọc giản trống, sao chép một ít pháp môn. Đợi khi Thuần Vu Thành nói xong, hắn vội khen: Thuần sư đệ quả nhiên là tao nghệ phi phàm, làm ta kiến thức đại tăng. Sư huynh quá khen, tiểu đệ vừa mới nhập môn. Thuần Vu Thành khiêm tốn nói. Tạ Mạc bỗng nhiên thình lình hỏi: Thuần sư đệ, người xem đầm này thế nào? Tiểu đệ kiến thức ngu dốt, xem không hiểu, chỉ nhận biết phù trận tầm bổ trong đó, nghĩ là có liên quan tới chăn nuôi. Thuần Vu Thành thành thật trả lời. Thuần sư đệ quả nhiên là tinh mắt, Tạ Mạc vỗ tay lại tán thán. Chỉ là phối với một bộ mặt không biểu tình, cổ quái nói không nên lời. Hắn giả vờ thần bí nói: Nói về đầm này là ta theo một ngọc giản cổ nát, tên gọi đầm Cửu Thiên Động Huyền Chân Huyền Thần Quang Hóa Giao Vi Long. Cửu Thiên Động Huyền Chân Huyền Thần Quang Hóa Giao Vi Long. Thuần Vu Thành nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp cái tên kỳ lạ dài vô cùng. Tạ Mạc ánh mắt nghiêm túc, không chút nào giống nói giỡn. Hắn chậm rãi xuất ra ngọc giản vừa ghi vào. Ngọc giản cổ kia sau khi ta đọc hết liền hóa thành tro bụi, tiếc là ta không hiểu chăn nuôi, chỉ có thể ghi nhớ một cách đại khái, sư đệ xem qua. Hắn chắc chắn thật sự. Lực mê hoặc của ngọc giản này đối với Thuần Vu Thành là chí mạng. Trong ngọc giản, hắn xóa bớt lượng lớn nội dung mẫn cảm, khiến ngọc giản nhìn qua không tròn vẹn đầy đủ. Bất quá hắn tin tưởng, cho dù bộ ngọc giản này không tròn vẹn đối với Thuần Vu Thành mà nói cũng là đủ rồi. Thuần Vu Thành bán tính bán nghi mà nhận ngọc giản. Nói thật, nếu như không phải Tạ Mạc sư huynh cho tới nay chữ tín không sai, gã vừa rồi khẳng định phải áo bỏ đi cái tên này thực sự. Bất quá khi gã thấy câu đầu tiên của ngọc giản, thân thể như vướng phải gai, đứng ngốc tại chỗ. Tạ Mạc cũng không dục. Hắn không chút lo lắng Thuần Vu Thành học trộm tại chỗ. Thứ bộ yêu cho về cơ bản sẽ không dễ hiểu. Điểm này, bia mộ lại vừa đúng là tương phản. Thức bia mộ cấp hoàn toàn không cần dùng quá nhiều đầu óc. Huống chi, quan trọng nhất là pháp môn này là kiến tạo đầm. Kết cấu đầm phức tạp vô cùng. Ngoài trừ Tạ Mạc, trên đảo Hoang Mộc không ai có thể rõ ràng. Trên thực tế, dầu là chính Tạ Mạc có thể kiến tạo, bất quá là cùng chỉ là đầm luyện yêu cấp 1. Thuần Vu Thành ngẩng đầu, gã ánh mắt tan rã, thần tình rời đi. Qua hồi lâu, con người mới khôi phục tiêu cự. Phục hồi tinh thần xong, chuyện đầu tiên gã làm là nạp đầu bái sư huynh dạy ta. Có thể ở 24 tuổi lấy được Bạch Xà Ngọc Bài. Thiên phú tạo nghệ của Thuần Vu Thành trong chăn nuôi tự nhiên không cần nói. Chỉ là lần đầu tiên, gã đã rõ ràng giá trị của mai ngọc giản này. Không, là giá trị của pháp môn nó gìn giữ. So với Tạ Mạc, gã càng rõ giá trị của nó. Tạ Mạc dự đoán hoàn toàn không sai. Ngọc giản này mê hoặc gã là chí mạng. Tạ Mạc vội vã nâng Thuần Vu Thành dậy. Sư đệ không cần như vậy, sư huynh đệ chúng ta ở đây là hoang đảo, tự cần phải giúp đỡ lẫn nhau. Hắn nhân cơ hội gài ý nghĩ này của mình. Đối với chăn nuôi, ta thuần túy là ngoại đạo. Đầm Hóa Giao Vi Long này, ngô, chúng ta cứ gọi là đầm thú thôi, là để sư đệ đến quản, không biết sư đệ ý kiến ra sao. Thuần Vu Thành mừng rỡ, cầu còn không được. Có thể trông nom đầm thú, rõ là cơ hội học tập tuyệt hảo. Pháp môn này bác đại tinh thâm, càng khiến cho gà thấy kích động là hận không thể lập tức bàn trở lại. Tạ Mạc trầm ngâm nói, bây giờ tình cảnh đệ ta. Sư đệ nói vậy cũng sáng tỏ. Mục đích ta kiến tập đầm thú chỉ là hy vọng có thể có thêm một chút tiền, tránh miệng ăn núi lở. Cũng có thể là vì chúng ta ở đảo Hoang Mộc mà dựng căn cơ. Thuần Vu Thành khôi phục vài phần bình tĩnh. Vu Thành minh bạch. Tạ Mạc thỏa mãn nói, nếu là vì kiếm lợi nhuận, thu được cần phải rõ ràng. Thuần Vu Thành vội nói, Vu Thành chỉ cầu có thể học được pháp này, không cầu tinh thạch. Tạ Mạc lắc đầu, anh em ruột còn phải mở sổ rõ ràng, việc nào ra việc đó, thu lợi từ đầm thú, sư đệ ba thành. Thuần Vu Thành vừa định lắc đầu cự tuyệt, lại nghe Tạ Mạc nói, sư đệ chớ có tự tuyệt, đây là phần sư đệ nên được. Sư đệ nếu thấy xấu hổ, thường ngày thêm chút tâm tư là được. Tạ Mạc đi lên từ đệ tử ngoại môn, thế gian rất nhiều sự tình, nhìn thông thấu. Chỉ có đem
cảm tình cùng lợi ích kết hợp cùng một chỗ, hợp tác như vậy mới có thể ổn định. Thần Vô Thành trong lòng cảm kích, lại không biết nên nói cái gì, chỉ là gật đầu lia lịa. Trong lòng của gã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho tốt. Tạ Mạc hắc hắc cười nói, được rồi, nơi đây giao cho đệ, như cần tài liệu gì hô một tiếng là được. Trong ý thức hải, Bố Yêu vẻ mặt khinh bỉ. Tạ Mạc thỏa mãn vỗ tay, nghênh ngang mà đi. Chỉ pháp Tạ Mạc không ngừng biến hóa, thần thức của hắn giống như là con mắt thứ ba, không một tia cảm tình mà nhìn chăm chú vào linh lực dao động giữa 10 ngón tay cùng đan dược biến hóa trong lò đan. Bố Yêu từng nói qua, toàn bộ biến hóa tất cả đều là phù trận biến hóa. Hắn hiện tại đang tìm loại biến hóa này. Từ tích cốc hoàn ở buổi ban sơ, hắn cẩn thận cân nhắc biến hóa của phù trận trong đan dược. Đan dược biến hóa 10 phần phức tạp. Đan dược đơn giản nhất cũng cần vài loại tài liệu, mà đan dược cấp cao thường trên 10 loại nguyên liệu. Chẳng qua hắn hình như còn không biết tới nhường linh đan cần trên 100 loại nguyên liệu. Việc này không khó lý giải, dùng tài liệu càng nhiều, nhân tố không thể khống chế cũng càng lớn. Chẳng qua cái đó cách Tả Mạc thật sự rất xa. Hắn bây giờ còn đang đấu tranh cùng linh đan cơ bản nhất, biết luyện chế cùng hiểu được từng biến hóa của nó là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, cùng là hai khó khăn hoàn toàn bất đồng. Trải qua lễ rửa tội bằng kim ý đại trận, côn luân phù trận, nhập môn ngọc giản làm trụ cột bổ sung, Tả Mạc hiện giờ được cho là bán tiểu cao thủ về phù trận. Biến hóa trong linh đan tuy phức tạp, nhưng Tả Mạc ý thức rõ ràng, cẩn thận thăm dò cũng có không ít thu hoạch. Đảo hoang mộc hoang vắng tịch mịch so với núi vô không an tĩnh hơn rất nhiều. Thích hợp nhất làm chuyện cực tốn tâm lực này, không cần lo lắng bị người quấy rầy. Hắn tìm ra 12 loại phù trận biến hóa thông thường, từ đó về sau tỷ suất ra đan khi hắn luyện đan cao đến kinh người. Chuyện khác không nói, hiện giờ hắn vô luận thế nào bằng vào chiêu thức luyện đan này, hắn cũng không đói chết. Kim ô hoàn, thành danh mà hắn dựa vào, càng là đối tượng để hắn nghiên cứu trọng điểm. Hỏa kim ô ẩn chứa trong kim ô hoàn là chỗ giá trị duy nhất của nó. Chỉ bởi vì vấn đề dược liệu, hắn thủy chung không thể đề cao hàm lượng hỏa kim ô trong linh đan, khiến kim ô hoàn chỉ có thể trở thành một linh đan cấp thấp. Tạ Mạc vắt hết óc, nghĩ cách kiếm tinh thạch. Đầm thú thực sự có thể có công hiệu thế nào? Khi nào có thể sản xuất? Có thể kiếm được bao nhiêu? Đều là ẩn số. Tạ Mạc tự nhiên không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt vào đầm thú, thứ không rõ ràng như vậy. Luyện đan là cách mà hắn chọn để kiếm tinh thạch. Đảo hoang mộc thật sự quá nghèo. Nếu chỉ là sản xuất linh cốc linh vật linh tinh thông thường, khẳng định không có ai nguyện ý đến. Tình huống gì khiến người ta nguyện ý chạy rõ xa tới đảo hoang mộc đây? Trừ phi trên đảo hoang mộc có thứ mua không được ở nơi khác. Kim ô hoàn là một lựa chọn không tồi, nhưng hiện tại kim ô hoàn chỉ là linh đan cấp 2, công hiệu có hạn. Mặc dù có chút công hiệu, nhưng tịnh không đủ để hấp dẫn mọi người chạy rõ xa tới. Tạ Mạc hao hết tâm tư cân nhắc làm sao để cao phẩm cấp kim ô hoàn. Hắn tin tưởng nếu là kim ô hoàn cấp 3, thương nhân nhất định nguyện ý đến đảo hoang mộc thu mua. Mấy phù trận của kim ô hoàn hắn đại khái biết rõ ràng, trong đó có một loại phù trận mấu chốt nhất. Tạ Mạc chưa từng thấy qua loại phù trận này. Nó hình thành từ dược lực hòa vào nhau, có hai cái tác dụng chính. Một tác dụng có thể khóa lại thái dương quang hoa, và một tác dụng chính là đem thái dương quang hoa bị khóa lại, chuyển hóa làm hỏa kim ô. Tạ Mạc đem phù trận chưa bao giờ thấy qua này gọi là kim ô trận. Kim ô trận phức tạp vi diệu, làm cho Tạ Mạc mở rộng tầm mắt. Phù trận luyện đan đề cập đến, phức tạp vượt xa so với phù trận bình thường hắn tu tập. Phù trận bình thường hắn sử dụng mở ra rộng lớn, linh lực lưu động rõ ràng, mà phù trận trong luyện đan nén chặt trong một tấc vuông, tinh tế pháp lực như sợi tóc rối thành một khối, khó nhìn được diện mạo thực. Tạ Mạc gọi phù trận bình thường sử dụng là đại phù trận, còn phù trận trong luyện đan là vi phù trận. Trong khoảng thời gian này, ngẫu nhiên có tu giả đáp xuống đảo hoang mộc, bọn hắn đều là muốn thông qua sông giáp ranh đi tiểu sơn giới. Tạ Mạc đòi bọn họ mỗi người 100 viên tinh thạch cấp 3. Không có tinh thạch, dùng vật gì đó khác cho đủ số cũng được. Tạ Mạc giơ chiêu bài mặt cương thi, thanh danh của vô không kiếm môn,
lại thêm thiên hoàn nguyệt minh trận uy hiếp, mấy tu giả ngưng mạch kỳ thực biết điều mà giao nộp 100 viên tinh thạch cấp 3 làm phí nghỉ ngơi. Trung bình 2-3 ngày là có một tu giả đáp xuống, có nghĩa là cứ 2-3 ngày Tà Mạc lại có 100 viên tinh thạch cấp 3 vào túi. Cuộc sống thường ngày trôi qua khá dễ chịu, trừ việc tự mình nghiên cứu. Hắn còn đem một chút linh thực tâm đắc của mình truyền thụ cho 3 sư đệ chủ tu linh thực khác. Hắn kiêm tu ngũ hành, hiện giờ nhãn giới so với lúc trước phải cao hơn rất nhiều. Tà Mạc là người sưu tầm ngọc giản cuồng nhiệt, số ngọc giản trong tay hắn hoàn toàn vượt qua ấn tượng của mọi người đối với trúc cơ tu giả. Đủ mọi chủng loại, tuy phẩm cấp không cao, nhưng trong đó không thiếu tinh phẩm, linh thực, chăn nuôi, phẩu thú các loại, gần như tất cả đều có. Thứ tương đối ít là ngọc giản kiếm quyết, nhưng trên đảo trừ Tà Mạc còn tốn thời gian luyện kiếm quyết, những người khác không ai hứng thú với kiếm quyết. Hắn đem những ngọc giản này mở cho các sư đệ, dứt khoát kiến tạo một phòng điển tịch. Ngọc giản vô không kiếm môn lưu giữ, phần lớn là kiếm quyết làm chủ, mà ngọc giản Tà Mạc sưu tập lại tương phản. Nếu nói về hồn tạp, phạm vi rộng, phòng điển tịch của môn phái còn không bằng Tà Mạc. Đương nhiên, nếu bàn về phẩm cấp ngọc giản, mức độ tinh diệu, Tà Mạc dầu là thúc ngựa, cũng đuổi không nổi môn phái. Khi các sư đệ vào phòng điển tịch, thấy số lớn ngọc giản, mọi người đều líu lưỡi, đều kinh hỉ. Bọn họ khát khao ngọc giản giống hệt Tà Mạc. Đọc ngọc giản là cần trả phí, điểm này không ai gì nghĩ. Trên đời đâu có chỗ nào cho không cơm trưa. Phòng điển tịch của vô không kiếm môn vốn là mở tự do, nhưng từ sau khi khuếch trương thôn tính, lại lần nữa khôi phục chế độ cũ. Tính chuyện bọn họ cũng không có nhiều tinh thạch, Tà Mạc âm hiểm dùng phương thức ký nợ, trong bất chi bất giác thành chủ nợ của mọi người. Phòng điển tịch thu phí thấp hơn một phái nhiều, có thể nợ lại có thể lập tức học tập pháp quyết mới. Chuyện này sao không khiến mọi người vui sướng? Phòng điển tịch lập tức trở thành nơi đông người nhất đảo Hoang Mộc. Sư đệ Tà Mạc chọn đều là tu giả sản xuất, bọn hắn không ham tranh đấu, mắt nhìn thực tại, kiên định chịu làm. Hiện giờ có phòng điển tịch, động lực của mọi người càng đủ. Trong nhất thời, bầu không khí của đảo Hoang Mộc thật tốt, mọi người qua ngày mười phần thoải mái. Lau mồ hôi chán, Tà Mạc đầy mặt cho nhìn đại trận hoàn thành trước mặt, trong lòng hơi do dự. Phù trận trước mắt rành rành là kim ô trận. Tà Mạc dùng ngọc phiến tinh thạch làm tài liệu bố trí ra một tòa kim ô trận. Đây là hắn lần đầu tiên dùng phương pháp bố trí đại phù trận để thực hiện vi phù trận trong luyện đan. Hắn tiêu phí lượng lớn thời gian ở kim ô trận, nhưng trong lòng cũng không dám chắc. Án theo lý thuyết mà nói, vi phù trận trong luyện đan cùng đại phù trận cũng không khác biệt về bản chất. Kim ô đại phù trận đã tiêu phí của Tà Mạc suốt 20 ngày. Từ khi trong đầu của hắn có ý niệm dùng đại phù trận để thực hiện vi phù trận, ý nghĩa này tựa như ác mộng, tẩy đi không được. Hắn hiện giờ dư giả, lúc này không làm, còn đợi tới khi nào? Chỉ là sau khi bắt đầu bày trận, hắn mới phát hiện khó khăn hơn nhiều so với hắn tưởng tượng. Tuyến linh lực lưu động của đại trận rõ ràng, nhưng so với vi phù trận thô kệch sơ sài nhiều lắm. Muốn dùng đại phù trận để thực hiện biến hóa tinh tế như thế, khó khăn to lớn. Có thể đoán, Tà Mạc chịu nhiều đau khổ. Kế hoạch nguyên bản của hắn bố trí một kim ô trận phạm vi ước chừng 5 trượng, nhưng thành phẩm hiện giờ phạm vi chiếm đất 50 trượng. Nó tựa như một cái tổ chim thật lớn, ở giữa trống không, mà ở xung quanh vô số tài liệu rậm rạp mà phiêu phù giữa không trung vây quanh đủ một vòng. Mà càng làm hắn đau lòng chính là chi phí của kim ô đại phù trận vượt xa hắn dự tính. Một trận ngàn tinh. Một khi phù trận phát động, ngàn tinh sẽ không có. Thử nghiệm như vậy tuyệt đối được xưng là sang quý. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tà Mạc do dự. 1000 viên tinh thạch cấp 3 nha. Bộ yêu xuất hiện ở bên cạnh Tà Mạc, nhìn tài liệu trôi nổi trên bầu trời, bĩu môi. Cũng thật đủ xấu. Tà Mạc không định để ý thằng này, hắn cắn răng một cái, quyết định phát động trận này. Bước vào trong trận đã sớm bố trí xong, hắn thần sắc nghiêm túc, linh lực quán thông 10 ngón, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng nhàn nhạt, 10 ngón tay bỗng dưng bay múa, quang hoa lưu ngân, đây sinh kia diệt, một cột sáng vàng óng ánh từ trên trời giáng xuống, nhập vào hai tay của hắn. Theo 10 ngón tay hắn biến hóa,
cột sáng vàng óng phút chốc hóa thành 10 cổ, quặt ngang bắn vào trong trận. Kim quan được khúc xạ qua lại giữa các ngọc phiến trong đại trận. Ngọc phiến bị kim quang chiếu đến nhất thời phủ lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Tại không trung đại trận, có thể chứng kiến kim quang giống như là gợn nước chậm rãi khuếch tán trong đại trận. Nơi nó đi qua, tinh thạch trôi nổi phát ra hào quang chói mắt, tựa như gợn nước vàng kim của tinh thần, tinh tinh điểm điểm. Cả quá trình duy trì nửa canh giờ, đại trận tản ra kim quang mênh mông. Thành thế đại trận đã kinh động rất nhiều sư đệ. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra là Tả Mạc sư huynh, sợ hãi bớt rất nhiều. Vẻ mặt đương nhiên, sôi nổi, phản hồi. Sư huynh nếu không làm ra cái phù trận gì, còn là đại sư huynh phù trận nổi tiếng hay sao? Hai tay Tả Mạc không dám có chút ngừng lại. Xích viêm quyết bị hắn phát huy đến tận cùng. Nhưng vào lúc này, đại trận lại sinh biến hóa. Vô số đạo kim quang giống như là cá bơi, từ trong ngọc phiến như rừng bay ra, hướng nơi trống trải ở giữa tụ tập. Giữa trận, chỗ trống cách mặt đất 2 trượng, một vùng kim quang thành hình. Vùng sáng vừa hình thành, tốc độ tụ tập của kim quang như cá bơi đột nhiên gia tăng, như mưa rơi, trước sau tiến nhập vào trong vùng sáng màu vàng kim kia. Vùng sáng vàng kim không ngừng mà bành trướng, từ ban đầu bằng giỏ trúc, bây giờ bằng cái bàn. Vẻ mặt Tả Mạc cùng phát khẩn trương, sao vẫn không có biến hóa. Tả Mạc nhìn chằm chằm vùng kim quang, hai tay càng không ngừng một trung đoạn. Hắn hồn nhiên không chú ý, cột sáng từ không trung rơi vào tay hắn hiện giờ to như cánh tay. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là phát sinh biến hóa mới đúng chứ. Chính là vùng sáng như cũ vẫn không ngừng bành trướng. Hắn đoán trước biến hóa, nhưng lại không xuất hiện. Thành hóa. Kim ô trận, bước mấu chốt nhất. Nếu như không có bước này, Thái Dương Quang Hoa chỉ là Thái Dương Quang Hoa, căn bản không thể hình thành hỏa kim ô. Thời gian từng chút trôi qua, 4 canh giờ đã qua. Tả Mạc thấy sắp hôn mê mãnh liệt, hai tay càng lúc càng mỏi nhừ. Vùng sáng giữa đại trận hiện giờ đã muốn lớn bằng cái nhà. Ngay cả dụng giả là Tả Mạc thấy vùng sáng thật lớn như thế cũng không khỏi cảm thấy hết hồn. Trong này tất cả đều là Thái Dương Quang Hoa dự gian vô cùng. Nếu không cẩn thận, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Tình hình trước mắt hoàn toàn vượt qua dự tính cùng khống chế của hắn. Ngay khi căng thẳng như dậm phải băng mỏng, hắn đột nhiên kinh thấy trong vùng sáng dị biến phát sinh. Trong vùng sáng như có cái gì nghiền nát. Một dòng lửa từ trong vùng sáng thoát ra. Trong chớp mắt, vùng sáng liền biến thành khối lửa, ngọn lửa vàng kim thuần khiết. Ở bên ngoài cầu sáng bập bùng bất định, cầu lửa cấp tốc co rút vào trong. Khối lửa vừa rồi còn lớn như phòng ốc cấp tốc thu nhỏ lại thành ngọn lửa chỉ bằng nắm tay. Ngọn lửa mặc dù chỉ bằng nắm tay, nhưng một cổ khí tức chí cương chí dương âm âm tán giật ra bốn phía, bị lan đến khiến cho pháp quyết trong tay Tả Mạc nhất thời rối loạn. Nhưng cũng may lúc này đại trận đã hoàn thành. Cổ khí tức này làm Bộ Yêu nhíu nhíu chân mày, hắn lộ ra vẻ không thích. Ta thật hiếu kỳ, ngươi dự định xử lý nó như thế nào? Bộ Yêu nhìn thoáng qua ngọn lửa, chuyển qua Tả Mạc. Lẽ nào ngươi muốn hấp thu nó sao? Ta phải cảnh báo ngươi, hỏa kim ô này không thể bằng ngươi có thể tiêu thụ được. Không, ta không định hấp thu nó. Tả Mạc lắc đầu. Bộ Yêu nói không sai, cổ khí tức cường đại vừa rồi đã làm cho hắn hiểu được hỏa kim ô này hắn hiện không thể hấp thu. Hỏa kim ô trong kim ô hoàn bất quá chỉ là một tia, hấp thu tự nhiên không khó. Nhưng đoàn hỏa kim ô này thuần túy cường đại, xa xa không phải hắn hiện tại có thể tiếp nhận. Nếu như hắn lên tới ngưng mạch kỳ, đây thật là hỏa chủng tuyệt hảo. Cái đáp án này cũng không ra ngoài dự liệu của Bộ Yêu. Hắn lộ ra vẻ châm biếm. Người làm lớn như vậy mới cho ra ngọn lửa nho nhỏ như thế, thế nào? Hay cho ta dùng để sưởi ấm? Nhìn chằm chằm vào ngọn lửa vàng kim đang thiêu đốt giữa đại trận, Tả Mạc liếm môi, con mắt như sói đói thấy sơn dương béo mập. Đây chính là hỏa kim ô. Vậy thì thế nào? Ngươi không dùng được. Bộ Yêu dùng ngữ khí trào phúng quán đáp. Phù trận này nhiều nhất có thể kiên trì 5 ngày, hỏa kim ô sẽ tiêu tán. Chẳng lẽ ngươi tính luyện nó vào trong đan dược sao? Không, ta đã thay đổi chủ ý.
Tạ Mạc hai mắt trố ra mà nhìn chầm chầm vào Hỏa Kim Ô to bằng nắm đấm. Ta bán lửa, trực tiếp bán Hỏa Kim Ô. Mắt Tạ Mạc lúc này ánh sáng đại thịnh, tự như có vô số tinh thạch chiết xạ sinh ra. Hắn quơ cánh tay, giọng tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt. Đem khối Hỏa Kim Ô này chia làm hơn 10 phần lửa nhỏ, phong giữ trong hộp ngọc có khắc phù trận, trực tiếp xuất hàng đi bán. Bộ yêu phải tán thành kỹ nghỉ này của Tả Mạc có điểm ý tứ, bất quá hắn liếc mắt nhìn kia đoàn Hỏa Kim Ô. Người có thể chia nó làm hơn 10 phần sao? Phù trận, phong giữ người có sao? Đừng hỏi ta, phương pháp ta biết. Người không có dùng được, ta hiện tại cũng không dùng được. Có chút khó khăn, Tả Mạc trầm ngâm nói, không trả lời mà là trực tiếp sa vào trầm tư. Bộ yêu không quấy nhiều hắn, không thể không nói, nếu phương pháp của Tả Mạc thực sự có thể thành công, cơ hội kinh doanh nó thật là kinh người. Hỏa Kim Ô cấp 4 tuyệt không lo nguồn tiêu thụ. Hắn bây giờ buộc chặt một chỗ cùng Tả Mạc, Tả Mạc kiếm tinh thạch hắn mới được tiêu. Huống hồ tài liệu cần cho đầm U Minh của hắn hiện tại một cái cũng không có, chỉ có một hồ nước đen cô linh ở đó, mấy nghìn năm tổn thương muốn bổ trợ trở về không phải là sớm chiều mà được. Chẳng qua loạn thế tới hắn thích. Tả Mạc lâm vào trạng thái cuồng nhiệt. Nếu như vấn đề này thực sự có thể giải quyết, trời, đó là bao nhiêu tinh thạch. Bất kể là sinh ý gì trước đây Tả Mạc làm đều không thể cùng so được. Hắn tự như thấy được đại lộ bằng tinh thạch trải hiện ra trước mặt hắn, tùy tiện đập xuống một khối, này là cấp 4. Tinh thạch cũng không làm mê muội đầu óc Tả Mạc, ngược lại hắn tràn ngập ý chí chiến đấu, tự như đánh tiết gã. Lúc này đừng nói tới là ngưng mạch kỳ, dẫu có kim đan kỳ, Tả Mạc cùng gào rú xông lên mà chặt đối phương. Thời gian 5 ngày, Kim Ô đại trận chỉ có thể duy trì 5 ngày thời gian, Tả Mạc cả thời gian nháy mắt cũng sợ lãng phí. Ngày thứ 4, Tả Mạc cầm trên tay hộp ngọc, ngửa đầu cười ha ha. Bộ yêu nghe tin lập tức hành động, thành công sao? Nhìn bộ yêu vẻ mặt nóng bỏng, Tả Mạc trong lòng đắc ý vô cùng, lại là liên tiếp cười to. Hắn thành công. Hắn tham khảo phù trận, xuất từ ngọc giản phù trận nhập môn Côn Luân. Cái này trong mắt Tả Mạc cơ hồ có thể so sánh với ngọc giản bách khoa toàn thư phù trận cơ sở. Bên trong có đủ các chủng loại phù trận cơ sở, trong đó tự nhiên có loại phù trận phong giữ. Tả Mạc chọn chính là một loại phù trận tên là Linh Lung Tỏa Trận. Nó thích hợp phong giữ vật vô hình. Đương nhiên, Linh Lung Tỏa Trận cấp 2 còn chưa đủ. Hỏa Kim Ô là loại lửa cấp 4. Cho dù chia nhỏ nó hơn 10 ngọn lửa nhỏ, uy thế của nó giảm nhỏ rất nhiều, nhưng Linh Lung Tỏa Trận vẫn không thể chịu được. Tả Mạc lợi dụng Linh Lung Tỏa Trận làm cơ sở, nghĩ biện pháp cường hóa. Chú ý của hắn là định cường hóa Linh Lung Tỏa Trận, nhưng thủy chung không tìm được phương pháp thích hợp. Nhưng trong lúc vô ý, trong lúc trước tổng kết ra vi phù trận, hắn đã làm ra được một loại phù trận rất đặc biệt. Nó tác dụng khá kỳ quái. Nó có thể áp chế dược lực. Nó bình thường dùng cho những dược tính tương đối bá đạo trong linh đan, áp chế linh lực bá đạo, để dược lực chậm rãi tiến nhập kinh mạch mà không tổn thương kinh mạch. Phát hiện ngoài ý muốn này, nhất thời làm Tả Mạc kinh hỉ kỳ lạ. Không thể tăng cường phù trận, vậy áp chế Hỏa Kim Ô, chăm xong đều đổ về một biển nha. Mà dung hợp hai loại phù trận cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Phù trận mới Tả Mạc gọi là Linh Lung Phong. Linh Lung Phong được bố trí trong hộp ngọc lớn cỡ bàn tay. Hộp ngọc dùng ngọc tốt nhất mà Tả Mạc đang có, hàn ngọc cấp 3, gọi là hộp Linh Lung. Trên từng hộp ngọc khảm 9 tinh thạch cấp 3, cung cấp linh lực cho Linh Lung Phong. Hắn một hơi luyện chế gần 100 hộp Linh Lung. Riêng một hộp ngọc như vậy, giá chế tạo không nhỏ. Nếu không phải vì dự Hỏa Kim Ô, Tả Mạc không bỏ ra hàn ngọc tốt như vậy để làm hộp ngọc. Nhìn hộp Linh Lung xuất chúng trong tay, Tả Mạc quyết định nâng giá Hỏa Kim Ô lên. Để có thể mua được Hỏa Kim Ô, cũng không quản tốn nhiều hơn 10 viên tinh thạch. Bộ yêu không vui vẻ sớm như vậy, hắn nhắc nhở Tả Mạc, chia lửa thì sao? Người cứ xem là được. Khó có cơ hội hành diện trước mặt bộ yêu, Tả Mạc có ý khoe khoang.
Nhưng khoe khoang thì khoe khoang, khi Tạ Mạc đối mặt với khối hỏa kim ô bằng nắm tay thì toàn bộ tạp niệm tất cả đều bị hắn vứt khỏi đầu. Hỏa kim ô thuần khiết vàng óng là vương giả chân chính, an tịnh như thường mà thiêu đốt, tự như sư vương như ở chỗ không người mà trải vuốt bộ lông của mình. Ngọn lửa mỗi lần phun ra nuốt vào, uy thế kinh người đều như cơn sóng gợn, từng lớp khuếch tán xung quanh. Lấy tu vi của Tả Mạc, nếu không phải thần thức hắn đủ mạnh, đối mặt với khối hỏa kim ô này, hắn ngay cả đứng cũng không vững. Chỗ tốt của thần thức cường đại là ý chí kiên định, không dễ bị ngoại vật ảnh hưởng. Hắn cũng không lập tức phân hỏa, mà là dọc quanh hỏa kim ô, đóng xuống rất nhiều đinh sắt lớn trước. Những đinh sắt này dài chừng hơn một tấc, to chừng ba chỉ, toàn thân xanh đen. Thần đinh ánh sáng lưu chuyển, thấy ẩn hiện chu sa tự phù. Đây là đinh sắt bảy trận khá thường dùng cấp 2, có thể vận dụng trong rất nhiều phù trận. Tạ Mạc cắm xuống 12 cái đinh sắt mới thôi, đứng dậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn bên hông treo ngọc bội lưu hỏa tâm ngự, tăng cường năng lực khống hỏa. Bất quá lần này hắn dùng không phải là pháp môn khống hỏa. Hắn dùng sức hít một hơi, chỉ thấy ngực bụng phình to, con ngươi trợn trừng, hai tay hắn như xoay tỳ bà. Bạo âm cương mãnh, không có nửa điểm dự chịu, đột nhiên vang lên. Chỉ thấy ngọn lửa hỏa kim ô đang phiêu phù rung mạnh, thật như chấn kinh. Bạo âm như châu rơi, một tiếng tiếp một tiếng. Một xoay vừa rồi trong lòng Tạ Mạc lập tức căng thẳng, xem tình hình, độ khó so với mình tưởng tượng phải lớn hơn nữa. Nhưng lúc này cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, tốc độ hai tay không ngừng mà tăng lên. Bạo âm càng ngày càng gấp, càng ngày càng dày đặc, biên độ rung động của hỏa kim ô cũng càng lúc càng lớn. Tạ Mạc đầu tràn đầy mồ hôi, hơi nước bốc lên, lượn lờ như khói, còn mắt hắn như sùng huyết, trừng thật lớn. Mười ngón tay tốc độ mây múa nhanh tới mức thành như một đoàn hư ảnh, vô pháp thấy rõ ngón tay. Hỏa kim ô kịch liệt rung động, tựa như bệnh nhân sốt rét đang phát, tùy thời có thể ngã xuống, mà khí tức bản thân cương mạnh thuần khiết của nó lúc này phát ra triệt để, giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt mà trùng kích bốn phía. Kim ô đại phù trận không ngừng có ngọc phiến xuất hiện vết rạn, đại trận sắp sụp đổ. Nếu lần này Tả Mạc phân hỏa không thành công, hỏa kim ô cùng chôn vùi trong nháy mắt. Không có đại trận chống đỡ, hỏa kim ô sẽ nhanh chóng tiêu tán. Gân xanh trên trán của Tả Mạc xanh đen to như run, có thể thấy rõ ràng. Mở. Lời của hắn nổ như sấm mùa xuân, hai tay lúc trước đây không chút lực mạnh mẽ vung một cái. Kim ô hỏa bạo liệt ra, hóa thành hơn 10 ngọn lửa, đuôi to bằng ngón tay. Khí tức cương mạnh làm Tả Mạc cảm thấy sợ hãi, nhất thời yếu đi rất nhiều. Tiếng ca ca liên tiếp làm cho người khác hết hồn, rốt cục đình chỉ. Một khắc trước khi đại trận hỏng mất, Tả Mạc rốt cục phân hỏa thành công, mà đại trận cũng giữ được hoàn chỉnh. Như vậy hắn cũng chiếm được cơ hội thở dốc quý giá. Tả Mạc liều mạng thở hổn hển, song trường tự như chì, giơ lên cũng không nổi. Nhưng trong mắt của hắn chỉ có mừng như điên. Thành công, hắn thực sự thành công. Bởi yêu trợn mắt há mồm, thủ pháp Tả Mạc dùng hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Tả Mạc không ngờ dùng thủ pháp phần đan. Khi luyện đan, nguyên liệu sẽ tập trung duy nhất, nước thuốc biến hóa thành hình, cuối cùng thành linh đan. Nhưng mà một lò linh đan rốt cuộc có thể ra được bao nhiêu viên linh đan phải xem trình độ phân đan của người luyện đan. Người luyện đan lợi hại, thường thường một lò có thể ra trên 100 hạt linh đan. Như linh đan cấp thấp, nếu mà luyện từng viên một, tốn hao thời gian vô pháp tưởng tượng. Thủ pháp phân đan là kỳ xảo của mỗi tu giả luyện đan đều phải học tập. Nhưng bộ yêu trăm triệu không nghĩ tới chính là Tả Mạc không ngờ có ý nghĩ kỳ lạ dùng thủ pháp phân đan tới chia lửa. Người này... Hắn không khỏi liếc mắt nhìn Tả Mạc. Đợt hai tay thoáng khôi phục cảm giác, trên tay Tả Mạc đột nhiên thêm ra một lọ linh đan. Mở nút lọ, hắn đau lòng dốc vào trong miệng. Hắn không có thời gian khai mở dược lực, nên dứt khoát lấy số lượng thủ thắng. Một lọ linh đan đi xuống, hắn rốt cục cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Chỉ là dược lực của toàn bộ một lọ linh đan, Tả Mạc rất nhanh nếm vị đắng. Linh lực trong cơ thể đột nhiên bạo phát như hồng thủy phá đê. Trong cơ thể của hắn đấu đá loạn xạ. Chết tiệt,
Tạ Mạc nhe răng nhếch mép, bất quá lúc này cũng bất chấp, rất nhanh xuất ra hộp linh lung, bắt đầu thu hỏa kim ô. Rất nhanh, hỏa kim ô trước mặt Tạ Mạc thu không còn, nhưng linh lực dâng trào trong cơ thể của hắn vẫn y nguyên, không có nửa điểm dấu hiệu tiêu hao. Tính sai rồi, so với tiêu hao kinh người vừa rồi, linh lực tốn hao khi thu quả thực ít đến thương cảm. Bộ yêu ở bên nhìn ra có chút hả hê cười. Sau khi Tạ Mạc cảm giác muốn bảo thể mà chết, bỗng nhiên có người rất nhanh hướng tới bên này đi tới, thanh âm tràn ngập kinh hoàng: "Sư huynh, không tốt, không tốt rồi." Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái.